Sư phụ để cái đèn chiếu thu nhỏ ở đâu rồi nhỉ? Hôm sinh nhật mình phải cần nó. À, hay ở dưới hầm nhỉ? Phải rồi, mình phải xuống tìm thôi. Thầy để ở đâu nhỉ? Đã tìm thấy. Cái này trông bé vậy thôi, chứ nó chiếu sáng còn hơn cả đèn pha ngoài quảng trường. Ôi trời ơi, cái đèn pin bị rơi hỏng rồi. Tối quá, mình chẳng thấy gì hết. Không phải cái đèn pin rồi, cái gì thế? Máy phát hiện sự thật. Phải tìm gì đó để thử cái máy phát hiện sự thật này xem thế nào mới được. Dây trắng à, có chuyện gì mà trông cậu buồn vậy? Tớ bị ai đó đánh cắp chiếc khăn len mượn của bạn Hô sao rồi. Tớ không biết phải ăn nói với bạn ấy sao đây nữa. Có chắc không? Cậu có nhớ lần cuối cậu mang nó đi chỗ nào không? Rõ ràng tớ đeo nó đến dự lễ hội mùa xuân mà. Trong lúc tớ đang mãi xem, chắc chắn có ai đó lợi dụng lúc đông đúc để rút chiếc khăn trên cổ tớ trong lúc tớ không để ý rồi. Đã đến lúc dùng thử cái máy phát hiện sự thật, mình mới tìm được này rồi. Phải thử xem mới được. Hãy tìm ra sự thật, ai đã đánh cắp chiếc khăn của dê trắng. Cậu đang làm gì vậy? Không tìm ra đối tượng, vui lòng đặt câu hỏi khác. Cái máy này bị hỏng rồi à. Hồi nay, cậu đang dùng cái gì thế? Máy phát hiện sự thật. Tớ thấy nó ở trong hầm nhà sư phụ tớ. Nó hỏng rồi. Thảo nào nó bị bỏ quên ở trong hầm. Mà thôi, thử lại lần nữa xem sao. Hãy tìm ra sự thật chiếc khăn len đang ở đâu. Ôi, đúng rồi, tớ quên mất. Trước khi đến lễ hội mùa xuân, tớ đi dừng lại ở con suối này rửa mặt và đã cởi khăn ra treo lên cành cây. Ê trời ạ, tớ đản trí quá chừng. Tuyệt quá, thì ra nó vẫn còn dùng tốt. Lần đầu tiên tớ hỏi, nó báo là không tìm ra đối tượng vì không ai lấy khăn của cậu cả. Đi, chúng ta đến bờ suối xem chiếc khăn còn đó không. Chiếc bảo bối của cậu thật là quá tuyệt vời. Có nó, từ nay mọi sự thật không thể giấu qua mắt cậu nữa. Từ nay muốn biết sự thật gì thì cứ gọi tớ. Bảo bối này thật là hay, mình sẽ biết được nhiều sự thật hơn nữa. Sóc đỏ và thỏ xám dạo này chơi thân với nhau cơ à. Ngày trước mình còn nghe cậu ta nói xấu sóc đỏ ghê lắm cơ mà. Mình phải cho sóc đỏ biết bản chất của thỏ xám mới được. Quả này ngon này, cậu ăn đi. Cảm ơn cậu. Sóc đỏ ơi, lại đây, tớ bảo cái này. Gấu con, có chuyện gì thế? Thì cậu cứ lại đây với tớ, mình sóc đỏ thôi nha. Có chuyện gì mà cậu ấy ra vẻ bí mật thế không biết. Thôi, đợi tớ một chút, tớ ra chỗ gấu con xem có chuyện gì nha. Ừ, cậu cứ đi đi. Tớ ghét sóc đỏ, cậu ta luôn tỏ ra mình thân thiện, nhưng thực chất là cậu ta rất ích kỷ và tính toán. Tớ sẽ chẳng bao giờ làm bạn với cậu ta cả. Đấy, cậu thấy chưa? Không ngờ cậu ta thật quá đáng. Cậu là người bạn tôi, cậu nói xấu tớ, coi thường tớ, vậy mà tớ lại đi xem cậu như bạn thân của mình. Từ giờ đừng có tìm tớ nữa, chúng ta từ nay coi như không quen biết nhau. Sốc đỏ, cậu... Sao cậu lại làm thế hả gấu con? Tớ thật sự rất quý sóc đỏ. Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ mà. Cậu nói dối. Trước đây cậu đã nói xấu cậu ấy cơ mà. Bởi vì ngày trước tớ hiểu lầm sóc đỏ nên tớ mới vậy. Tớ đã rất hối hận vì điều này rồi mà. Gấu con, có chuyện gì thế? Sư phụ về rồi à. Sư phụ đang hỏi con đã làm gì mà bạn thỏ xám lại khóc cơ mà. Dạ, con thấy cái máy này trong hầm nhà mình. Con đã thử và đã giúp bạn dê trắng tìm ra chiếc khăn. Lần này con đang dùng nó để giúp bạn sóc đỏ nhìn ra sự thật. Con... Trời ơi, nó đã mất cách đây mấy năm. Sư phụ đã tìm nó rất nhiều lần mà vẫn không thấy. Con thật là tùy tiện. Sao con lại tùy tiện dùng đồ phép khi thầy chưa cho phép hả? Con có biết cái này không được phép dùng trong đời thực hay không? Dạ, con... Thỏ xám mà, ta hiểu cháu. Dù trước đây cháu có thành kiến với sóc đỏ, nhưng bây giờ thì tình bạn của cháu đối với sóc đỏ là thật lòng. Gấu con đã không hiểu điều đó, nên đã làm tổn hại đến tình bạn của các cháu. Gấu con, không mau xin lỗi bạn đi, còn làm gì nữa. Ta xin lỗi thợ xám. Ta sẽ đi tìm Sóc Đỏ để nói rõ sự thật, không để cậu ấy hiểu lầm cậu nữa. Thật chứ, tớ cũng hy vọng thế. Nếu như chiếc máy này không bị thất lạc thì ta đã làm việc này từ lâu rồi. Còn có biết tại sao ta kiên quyết phá bỏ chiếc máy này đi không? Dạ không ạ. Mấy năm trước khi ta phát minh ra cái máy này, ta đã rất vui vì nghĩ rằng đã phát minh ra được một công cụ để hóa giải mọi bí mật và lừa dối trên đời này. Thế nhưng đến khi ứng dụng nó, ta mới biết nó là một sai lầm khủng khiếp. Mặt tốt của nó rất ít, còn lại nó chỉ mang lại điều tiêu cực mà thôi. Sống trên đời, nếu chúng ta biết hết mọi sự thật, chúng ta sẽ không còn vui vẻ nữa. Nó chỉ làm tổn thương và hoài nghi lẫn nhau thôi. Nhiều sự việc nó chỉ đúng tại một thời điểm thôi. Có thể sự thật hôm nay nó là thế này, nhưng tương lai nó lại là khác. Cũng giống như trường hợp vừa rồi, con hiểu không? Vâng ạ. Từ nay, đừng có tùy tiện dùng các máy phép thuật khi con chưa có kiến thức về nó, nghe không? Vâng, thưa sư phụ. Truyền thuyết Hoa Đỗ Quyên. Ngày xưa, ở một khu làng nhỏ trong núi, có đôi vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau. Vừa mới vào hạ, theo như lời thầy Pháp Hách, thì loài hoa đỏ trên đỉnh Vân Nam chắc cũng sắp nở rồi. Mình đi bây giờ sẽ vừa kịp lúc hái hoa về cho vợ. Với loài hoa này, chắc chắn vợ mình sẽ sớm sinh được quý tử thôi. Chả nhẽ lời của lão Phú Hộ là sự thật. Đã 3 tuần trăng rồi mà sao chồng mình vẫn chưa về. Mình phải đi tìm anh ấy mới được. Mình ơi, Mình ơi. Giờ này anh ấy đang ở đâu? Người vợ quyết tâm đi tìm chồng. Thế nhưng càng đi vào thì rừng càng sâu hun hút, mà bóng dáng người chồng mãi chẳng thấy đâu. Đến khi sức cùng lực kiệt, cô thiếp đi bên tảng đá trong rừng và chẳng thể tỉnh lại nữa. Con gái của ta, sao con lại chết lẻ trở thành oan hồn vất vưởng giữa rừng sâu thế này? Con đi tìm chồng của con, chả hay người có biết chồng của con đang ở đâu không? Trong suốt 10 dặm quanh ngọn núi của ta, ta chẳng nhìn thấy bóng dáng ai hay ngôi nhà nào cả. Con đã đi tìm chồng suốt chặng đường xa đến như vậy hay sao? Vậy mà con vẫn chưa thấy chồng của mình đâu cả. Hay có khi anh ấy đã bỏ mạng ở vực sâu hung hút nào rồi? Con đừng quá đau lòng. Biết đâu chồng con cũng đang đâu đó đi tìm con thì sao? Nếu chồng con cũng đang đi tìm con thì chi bằng con hãy đợi ở đây đi. Nhưng giờ vợ chồng con âm dương cách biệt, con sợ chồng con không thể thấy được con nữa. Ta sẽ giúp con hóa thành một loài hoa ở đây, để nếu chồng con có tìm đến cũng sẽ nhận ra con. Ta đặt tên cho loài hoa này là Hoa Đỗ, có nghĩa là đợi. Hy vọng rằng có ngày con sẽ hội ngộ cùng chồng mình. Vợ ơi, mình đâu rồi? Mình đi cũng đã lâu, chẳng nhẽ cô ấy vào rừng tìm mình ư? Mình ơi, mình ơi. Ngày qua ngày, anh len lỏi trong rừng tìm vợ, cho đến một ngày. Một mình trong rừng đi tìm vợ, đến khi sức cùng lực kiệt, cũng là lúc anh đến được tảng đá ngày xưa vợ mình đã dựa vào đó. Không hiểu sao khi nhìn sắc hoa này ta lại đau lòng đến vậy. Con chính là người chồng mà người phụ nữ ngày nào đã lặn lội vào rừng sâu tìm kiếm đây ư? Ngài thấy vợ con ư? Cô ấy đâu rồi ạ? Cô ấy đã một mình len lỏi trong rừng thiên nước độc không biết bao nhiêu ngày tháng để tìm con. Nhưng giờ thì cô ấy đã có thể an nhàn hơn rồi. Cô ấy vẫn ở đó đợi con đấy. Tấm lòng của vợ chồng con thật khiến ta cảm động. Nhưng tiếc rằng vợ con cô ấy đã không còn nữa. Còn con thì cũng không thể cứ làm linh hồn vất vưởng với nỗi đau trong lòng lớn như vậy được. Ta sẽ giúp con hóa thành loài chim quyên, hay có nghĩa là quên, để quên đi được con đường đau khổ mà hai vợ chồng con đã phải trải qua. Nhờ thần núi động lòng, người chồng đã được hóa thành chim quyên. Nhưng chú chim kia không chịu bay đi đâu, mà chỉ đậu ở bên cây hoa đổ, cất tiếng hót như tiếng kêu than đầy tuyệt vọng. Và cũng từ đó, loài hoa rực rỡ nơi rừng xanh được mọi người gọi là hoa đổ quyên, để tưởng nhớ cho một mối tình chung thủy. Sự tích vết trắng dưới cổ trâu. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một chàng trai hiền lành tên là Trà Lớ. Trà Lớ mồ côi từ bé, sống lủi thủi trong túp lều tranh rách nát. Cậu phải làm quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đánh nó đi, con chó hoang, rồi nó không dám đến đây nữa. Nè, tránh ra, sao lại đánh con chó tội nghiệp thế này chứ? Ăn đi, tao nghèo nhưng sẽ cố san sẻ bát cơm với mày. Người tốt ơi, xin mời người vào ăn cơm cho tôi biết mặt và được cảm tạ người. Rất nhiều ngày sau, Trà Lớ đi làm về đều thấy cơm canh sắp sẵn trên chiếc chõng tre. Chàng càng ngạc nhiên hơn và quyết tâm tìm ra người tốt bụng đã giúp chàng. Chàng sắp về rồi, phải nấu cơm ngon để đợi chàng. Thì ra, nàng là người tốt đã nấu cơm cho ta trong nhiều ngày qua. Vì sao lại giúp ta như vậy chứ? Em vốn là con gái một vị thần trên trời, nhưng đã phạm lỗi nặng nên bị phạt xuống trần gian. Này chàng đã cứu em nguyện đến ở bên chàng trả ơn này. Không được đâu. Tôi xấu người, lại mồ côi, nhà thì nghèo, làm sao nên vợ nên chồng cùng nàng được? Chàng không xấu người, chàng hiền lành, tốt bụng, biết thương người khác. Chàng đẹp hơn rất nhiều người. Chỉ sống bên người tốt như chàng mới giúp ta thoát khỏi hình phạt thôi. Nhưng ta chỉ sợ nàng phải chịu thiệt thòi, khổ cực mà thôi. Vậy là từ đó, cô gái trở thành vợ chàng, ngày ngày bên cạnh, nâng khăn sửa túi cho chàng. Ngày mai, chàng hãy đi chọn một chỗ đất để làm nhà. Nhà này bé quá, ta phải làm nhà to hơn. Cả chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu nữa. Chỉ một đêm em sẽ làm được thôi. Nghe nàng nói tôi thấy lạ tai lắm. Nhà mình nghèo, gió tha hồ vào không vướng, lấy đâu ra của chìm của nổi mà làm nhà? Chàng không phải bận tâm, rồi đâu sẽ vào đấy cả mà. Tôi đã cắm cọc bao quanh miếng đất này, có đủ cả nền nhà, đền chuồng trâu, chuồng lợn như lời nàng dặn hôm qua rồi. Đêm nay sẽ có mưa to gió lớn, nhưng chàng cứ nhắm mắt ngủ yên, đừng có sợ nha. Và nhớ đừng có mở mắt nhìn, kẻo là hỏng việc đó. Trời ơi, chuyện gì thế này? Khi bị phạt đày xuống trần gian, mẹ em đã xin nhà trời cho em được giữ lại 2 phép màu. Em đã hứa chỉ dùng phép màu này với người nào đã cứu em. Cảm ơn nàng, ta mơ cũng không được sống trong cảnh sung túc này. Trời ơi, nhờ cứu một con chó mà cậu ấy được trả ơn như vậy. Nhà đó bây giờ trâu bò gà lợn hàng đàn rồi, cũng xứng đáng thôi. Tốt bụng được trả ơn đấy. Bọn ta không tin, làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, chúng ta phải đến xem thực hư thế nào. Quả đúng như thế, ta phải nghĩ cách cướp đoạt nhà đó. Trà Lớ à, giàu có thế này mà lấy một người vợ xuất thân không rõ gốc tích. Người trong làng đang đồn ầm cô ấy là do một con chó biến thành. Sao mày không đuổi quách vợ mày đi? Tao sẽ gả con gái đẹp của tao cho mày. Nè, tôi không cần con gái của ông, tôi chỉ cần sống với vợ của tôi mà thôi. Hôm nay chàng buồn rồi, chàng có chuyện gì nói cho em biết đi, Trà Lớ. Nhiều ngày, nhiều đêm, Hôm nào, lão phú hộ và tên đầy tớ cũng tìm cách gặp trà lớ để nói xấu về vợ cậu. Như nước mài hòn đá, dần dần lòng trà lớ thay đổi. Trước kia chàng thương vợ là thế, giờ đây cứ nhìn thấy vợ là chàng hằn học khó chịu. Ta đi ngang qua, bị một con ong đất đốt vào sau lưng. Xin cô giúp ta đắp lá lên chỗ ong đốt được không? Nhà ta không có ai ở nhà, ta sợ mọi người hiểu lầm, không tiện giúp. Xin cô hãy giúp ta, ta sắp chết rồi. Vậy xin ra ngoài sân, ta đắp thuốc cho. Ta biết ngay. Cô thật xấu tính xấu nết. Ta không ngờ cô lại lăng nhăng với nó. Cô đi ra khỏi nhà này ngay. Chàng không phải như chàng thấy đâu. Cô đừng chần chờ nữa, đi ngay đi. Tôi không muốn trông thấy cô. Bấy lâu nay tôi vì cô mà đã phải chịu bao nhiêu lời bàn tán giễu cợt của người làng rồi. Đúng như kế hoạch của ta. Chàng nghĩ lại đi, đừng suy nghĩ điều trái, điều ác nữa. Đời chàng nghèo khổ nhiều rồi. Lúc đầu em thấy chàng tốt bụng, em muốn giúp chàng đỡ khổ. Nay chàng đã bị bọn xấu làm u mê. Em nói chàng hay, em đi rồi, chàng sẽ không được như vậy nữa. Lúc đó chàng hối hận cũng không kịp đâu. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Cô mau bước ra khỏi cái nhà này đi. Ôi, không, sao mọi thứ lại biến đi hết thế này? Không được, tài sản của ta. Hắn đã mất hết rồi. Hắn đã trở về nghèo khó hơn, không sánh được với ta nữa rồi. Cũng chỉ vì nghe lời kẻ xấu mà ta mất cả người vợ đẹp, mất cả gia tài rồi. Trà lớ chết đi, biến thành con thạch sùng. Ngày nay, thạch sùng hay tắt lưỡi bởi nó tiếc người vợ đẹp và tài sản đã mất. Và chiếc khăn mà trà lớ dùng để giữ con trâu đã dính liền vào da, biến thành một vệt trắng dưới cổ trâu như chúng ta thấy ngày nay.